Xin chào các bác, hôm nay em có gửi cho một khách hàng ở Vĩnh Phúc biến tần áp cao 2,4 kW. Bác có nhờ em là test trước khi gửi và hướng dẫn bác cái cách đấu nối, thì em cũng bỏ ra và hướng dẫn luôn các bác. Đây đang sử dụng 3 tấm pin ghép nối tiếp, và đây là một hệ bình lithium 24V. Còn biến tần này nó sử dụng cái hệ lưu trữ là 24V các bác nhé. Đấy, đầu tiên thì các bác sẽ đấu nối vào cái, đây là cái cổng kết nối ắc quy này. Còn biến tần này nó sẽ có 4 cái ốc này, hai bên, hai con, mỗi con hai bên này, thì các bác sẽ bỏ ra. Đấy, em vừa tháo ra rồi. Bên trong này nó có những cái vít để các bác bắt ốc, bắt dây này. Thì đầu tiên thì các bác sẽ kết nối cái bình ắc quy trước. Và cái con biến tần này nó sử dụng cái bình ắc quy 24V các bác nhé. Để các bác nhớ đây đó. Đây là bên dương và đây là âm. Các bác phải đấu đúng âm dương nhé. Đầu tiên là các bác kết nối ắc quy trước. Xong rồi đầu là các bác kết nối pin mặt trời. Đây là sẽ là cổng kết nối pin mặt trời này. Thì với pin mặt trời thì em sẽ nói qua một chút. Con biến tần áp cao nên là cái điện áp tấm pin vào tối thiểu phải là 90V các bác nhé. 90V thì con biến tần này mới hoạt động, và tối đa là 450V ạ. Điện áp tối đa là 450V thì các bác nối tiếp rất là thoải mái. Đấy, nó cũng rất thích hợp, ví dụ như khi các bác đã sử dụng một con biến tần hòa lưới rồi thì các bác ghép những con này rất là đơn giản. Nó sẽ khác với những con biến tần áp thấp. Áp thấp thì các bác sẽ không ghép được với những cái hệ hòa lưới cỡ khoảng 3 kW đâu. Thì con này thì nó sẽ kết nối tối đa được 3000W pin các bác nhé. Rất là nhiều, tại vì nó sử dụng cái công nghệ sạc MPPT-80A mà. Ví dụ như một số con sạc là những con biến tần áp thấp chạy MPPT-60A ấy, nó chỉ kết nối được khoảng 1500W pin thôi. Con này được kết nối được 3000W, thoải mái các bác nhé. Và đây là cái cổng AC output này, các bác sẽ lấy điện ra từ đây. Đấy, các bác hình dung là thực ra nó rất là đơn giản thôi. Đây em đã đấu nối sẵn rồi. Đây là cái hệ, đây là ví dụ như đây là một cái hệ pin của nhà các bác. Các bác sẽ đấu vào nối vào đây. Và đây là cái bình ắc quy, các bác sẽ đấu nối vào đây, và đây là điện ra luôn. Đấy, điện ra cho các bác sử dụng. Thì nó sẽ có đường AC output này. Còn cái đường AC input này thì ví dụ như các bác có điện lưới thì các bác sẽ kết nối vào đó, để ví dụ như là những cái thời tiết âm u mà không đủ điện thì nó sẽ lấy điện lưới để sử dụng. Đấy, hoặc là buổi tối mà các bác dùng không đủ thì nó sẽ lấy điện lưới để sử dụng. Đấy, tránh ngắt quãng khi các bác sử dụng điện. Thì em đây em cũng sử dụng luôn hai cái thiết bị này để test cho các bác. Thì công suất của nó sử dụng nó cũng rất là, đây em đã bật sẵn rồi, bác ra xem cái công suất tiêu thụ của nó nhé. Đây là 1,52 kW này, nó đang tải là 1,52 kW. 1,52 kW này tương đương với hai con điều hòa 9000 các bác nhé. Đấy, một con đầu điều hòa 9000 thì công suất tiêu thụ của nó chỉ khoảng 800W thôi. Đây nó sôi rồi này. Đó. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Xin chào các bác.